Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Thời sự Online. Sau đây là nội dung chi tiết. Nguồn gốc và ý nghĩa của phong tục lì xì trong ngày Tết cổ truyền Việt Nam. Tục lì xì trong ngày Tết cổ truyền luôn là nét đẹp trong văn hóa của người Việt. Nguồn gốc của tục lệ lì xì đầu năm mới. Lì xì là một tên gọi của tục lệ trong dịp Tết Nguyên đán ở các nước Á Đông và Việt Nam. Đó là lệ đặt tiền vào chiếc phong bì nhỏ có trang trí màu vàng son rực rỡ để mừng tuổi trẻ em. Trong phương ngữ miền Nam của tiếng Việt, tiền ấy được gọi là tiền lì xì. Tục lệ lì xì đầu năm mới đã có từ thời xa xưa, xuất xứ từ Trung Quốc. Tương truyền có một con yêu quái chuyên xuất hiện vào đêm giao thừa, thích xoa đầu những đứa trẻ đang ngủ ngon giấc, làm chúng bị sốt cao hoặc trở nên ngớ ngẩn. Vì thế, những gia đình có con nhỏ phải thức cả đêm để canh, không cho yêu quái làm hại con mình. Một lần, 8 vị tiên đi ngang thấy vậy liền hóa thành những đồng tiền nằm bên chỗ mấy đứa trẻ. Cha mẹ chúng cũng đem gói những đồng tiền này vào tấm vải đỏ để xua đuổi yêu quái. Không ngờ phép lạ ấy lại thật sự hữu dụng. Khi con quái vật đến, những đồng tiền lóe lên khiến nó sợ phải bỏ chạy. Câu chuyện này nhanh chóng lan truyền khắp nhân gian. Từ đó, mỗi lần Tết đến, người ta lại bỏ tiền vào trong những cái túi màu đỏ tặng trẻ con để trẻ trông lớn và khỏe mạnh. Và hành động đó chính là lì xì, hay còn gọi là mừng tuổi đầu năm mới. Ý nghĩa phong tục lì xì ngày Tết. Lì xì đầu năm là một phong tục văn hóa tốt đẹp của người Việt cũng như nhiều nước trong khu vực, với mong muốn những điều tốt đẹp may mắn sẽ đến từ những ngày đầu năm mới. Lì xì không chỉ giới hạn trong mùng 1 Tết mà có thể lì xì trong suốt 3 ngày đầu năm, thậm chí kéo dài đến tận những ngày mùng 9, mùng 10 Tết. Phong bao lì xì cũng mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp, tượng trưng cho sự kín đáo, không muốn có sự so bì, xích mích, không vui trong ngày Tết. Bao lì xì thường có màu đỏ. Với người châu Á, màu đỏ là một trong những màu cát tường nhất trong những lễ hội. Hơn nữa, phong bao lì xì còn tượng trưng cho tài lộc. Nhiều người cho rằng, người cho đi hay nhận được càng nhiều bao lì xì thì người ta càng tin rằng mình đã phát tài phát lộc. Theo phong tục của người Việt, cứ vào sáng mùng 1 Tết, tất cả mọi người trong gia đình sẽ quây quần bên nhau để dùng cơm và chúc nhau những lời chúc tốt đẹp, sau đó cùng nhau đi đến từng gia đình để chúc Tết. Trước tiên, con cháu sẽ chúc thọ và tặng cho ông bà, cha mẹ mình một món quà nhỏ. Sau đó, con cháu sẽ được ông bà, cha mẹ lì xì lại một phong bao lì xì đỏ. Bên trong sẽ có một ít tiền, đấy gọi là lấy hên, nhận may mắn và mang lại niềm vui cả năm cho mọi người trong những ngày đầu năm mới. Con cháu nhận được bao lì xì cũng như nhận được tình yêu thương của ông bà, cha mẹ dành cho. Tương tự như vậy, khi có khách đến chơi nhà vào những dịp Tết, nếu gia đình gia chủ có con nhỏ, thì khách sẽ không quên mừng tuổi cho cháu của gia chủ kèm theo những lời chúc phúc may mắn đầu năm. Đồng thời, gia chủ cũng gửi lại những lời chúc sức khỏe, may mắn phát đạt cho khách. Ý nghĩa của lì xì không nằm ở giá trị của đồng tiền, mà là lòng mong ước cầu chúc cho các cháu hay ăn trong lớn, vui chơi, học hành tân tới. Còn những người lớn tuổi thì sẽ có thật nhiều sức khỏe để có thể ở bên con cháu thật lâu. Các bạn nhớ đăng ký kênh Thời sự Online để cập nhật những tin tức mới nhất. Những loại cây nên chưng vào dịp Tết để tốt cho sức khỏe, năm mới không còn bệnh tật, ốm đau. Những loại cây sau đây không chỉ có tác dụng tốt đối với sức khỏe mà còn giúp gia chủ gặp nhiều may mắn trong năm mới. Nhà nào cũng nên chưng để hạn chế ốm đau bệnh tật trong mùa Tết. Đây là loại cây có khả năng làm sạch không khí nhờ lọc các chất độc như aceton, benzen, formaldehyde, trichloroethylene. Đặt chậu cây này trong nhà giúp bảo vệ cơ thể khỏi các tia bức xạ phát ra từ tivi, điện thoại, lò vi sóng, tủ lạnh. Trong phong thủy, loài hoa này có tác dụng cân bằng trường khí, hấp thu nguồn năng lượng xung khắc, tạo nên không gian yên bình và hòa hợp. Thường xuân. Thường xuân còn có tên khác là trường xuân, vạn niên hay nguyệt quế. Cây làm trong sạch không khí, loại bỏ 80% khí độc như benzen, phenol, chất nicotine có trong khói thuốc lá. Cây có ý nghĩa tốt về mặt phong thủy, được dùng làm cảnh trong tư gia, văn phòng, công viên ngoài trời, khách sạn. Thường xuân xanh, tốt quanh năm, biểu trưng cho sức sống mãnh liệt, mang lại may mắn, bình an cho con người. Oải hương. Loài hoa này có mùi hương dễ chịu, mang lại cảm giác bình an trong nội tâm, giúp bạn ngủ ngon và giảm căng thẳng. Khi tinh thần thư thái, bạn sẽ thấy được nhiều điều tốt đẹp. Ngoài ra, cây hoa oải hương còn được biết mang đến vận may trong những ngày đầu năm. Nha đam, lô hội. Các nhà nghiên cứu của NASA cho biết, nha đam có tác dụng thanh lọc không khí, loại bỏ những khí độc ra ngoài.
Ngoài ra, hình dáng cây thân phát triển hướng lên trên với ý nghĩa mang đến sức mạnh, có tác dụng hóa giải hình sát mạnh bên ngoài, bởi vậy chúng sẽ mang lại may mắn trong năm mới. Cọ cảnh. Với những tán lá khổng lồ, loại cây này đặc biệt hiệu quả trong quá trình lọc hạt bụi không khí, giúp làm trong lành cho môi trường. Trong phong thủy, cây cọ có tác dụng sinh tài giữ của, vì thế nhiều gia đình thường đặt cọ cảnh trong nhà hoặc ngoài hiên với mong muốn ăn nên làm ra. Lưỡi hổ. Cây lưỡi hổ hay còn gọi là cây rắn, hổ vĩ là loại cây phong thủy như một cách xua đuổi tà ma. Ngoài ra, cây lưỡi hổ rất tốt cho sức khỏe bằng việc điều trị hiệu quả chứng đau đầu, kích ứng mắt và các vấn đề về hô hấp. Nó cũng giúp tăng cường năng lượng cho cơ thể. Điếu lan. Cây điếu lan còn gọi là dây nhện, lan mốc hoặc cỏ mệnh môn. Loài thực vật này có tác dụng làm sạch không khí, lọc bụi, hút chất độc. Người ta ví cây dây nhện như một chiếc máy lọc bụi mini tự nhiên, nên đặt cây ở những vị trí nhiều bụi bẩn như cửa sổ, ban công, lối ra vào nhà bếp. Cây cũng mang ý nghĩa tốt về phong thủy. Phong lữ. Mùi hương của cây phong lữ giúp tăng cường sự tỉnh táo, nhạy bén trí não. Loài thảo mộc này là gia vị cho món ăn chế biến từ gà hay cá, có tác dụng kích thích tiêu hóa và cải thiện hệ thống miễn dịch. Cây cũng mang ý nghĩa tốt về phong thủy. Ngũ gia bì. Ngũ gia bì là một loại cây cảnh quý có tác dụng lọc khí độc cho không gian. Đông y dùng cây này để làm thuốc, bên cạnh đó còn có khả năng đuổi muỗi rất tốt. Nha Trang thêm quán ăn bị tố chặt chém 250.000 đồng trên một đĩa mồng tơi. Khi cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đang xác minh nhà hàng Hưng Phát bị tố chặt chém du khách, trên mạng xã hội tiếp tục lan truyền một phiếu tính tiền có giá món ăn trên trời. Theo thông tin trong phiếu tính tiền, quán ăn bị tố chặt chém du khách tên Tháp Ba Làng Chài ở địa chỉ 3233 đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Thọ, thành phố Nha Trang. Phiếu thanh toán thể hiện khách vào quán lúc 19:38, ra lúc 20:35, ngày 7 tháng 2, tức mùng 3 Tết, ăn 14 món, uống 10 chai bia với tổng số tiền phải thanh toán gần 16,5 triệu đồng. Trong phiếu thanh toán có món khổ qua xào được tính với giá 500.000 đồng trên 2 dĩa, mồng tơi xào 250.000 đồng trên 1 dĩa và su su 250.000 đồng trên 1 dĩa. Chưa hết, trong phiếu có ghi món cháo số lượng 2 có giá 800.000 đồng. Ngay khi phiếu tính tiền được đưa lên mạng, nhận được hàng trăm ý kiến, đa phần là phê phán quán ăn tính giá quá đắt so với mặt bằng chung, trong đó 3 món rau xào và 2 phần cháo được tính giá như vậy là không thể chấp nhận được. Nhiều người còn thông tin rằng quán Tháp Ba Làng Chài từng bị tố chặt chém trước đó, nhưng không hiểu vì sao vẫn tồn tại kinh doanh ở Nha Trang. Xác nhận với zin.vn, lãnh đạo Cục Quản lý Thị trường tỉnh Khánh Hòa cho biết, ngày 9 tháng 2 đã cử lực lượng xuống quán Tháp Ba Làng Chài để xác minh. Chúng tôi đang tiến hành xác minh, chưa thể thông tin cụ thể cho báo chí vì còn phải làm rõ một số vấn đề liên quan, vị này nói. Trong khi đó, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang cho biết, khi có kết quả xác minh sẽ tùy mức độ sai phạm của các đơn vị kinh doanh, sẽ xử lý và không bao che. Trước đó, zin.vn cũng phản ánh một nhà hàng ở thành phố Nha Trang bị khách tố chặt chém khi vào ăn uống. Theo đó, nhà hàng bị tố tên Hưng Phát trên đường Trần Phú tính món mì xào hải sản 500.000 đồng trên một phần, 3 phần thành 1,5 triệu đồng, đậu bắp luộc 300.000 đồng trên một phần, đậu Hà Lan xào tỏi 300.000 đồng trên một phần, cơm trắng 200.000 đồng trên một phần, 4 phần 800.000 đồng. Phiếu thanh toán ghi ngày 7 tháng 2, tức ngày mùng 3 Tết. Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã vào cuộc xung quán Hưng Phát để kiểm tra, nhưng không ai đứng ra làm việc. Xếp tiền thành cây tài lộc in lên bao lì xì có thể bị phạt tới 80 triệu đồng. Việc sử dụng tiền giấy mệnh giá 5.000 đồng trở xuống xếp thành cây tài lộc rao bán trên mạng hoặc sao chụp sử dụng hình ảnh Việt Nam đồng để in bao lì xì sẽ bị phạt nặng. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị chỉ đạo phối hợp bảo vệ tiền Việt Nam. Theo đó, gần đây trên thị trường xuất hiện việc rao bán bao lì xì có sử dụng hình ảnh đồng tiền Việt Nam các loại mệnh giá 500.000 đồng, 200.000 đồng hoặc 100.000 đồng. Hành vi sao chụp sử dụng hình ảnh Việt Nam đồng để in bao lì xì hoàn toàn không được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước. Ngoài ra, nhiều người còn sử dụng tiền cô tông mệnh giá 5.000 đồng trở xuống, tiền giấy cô tông,
xếp thành cây tài lộc để rao bán trên các trang mạng cũng bị xem là vi phạm pháp luật. Để ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc sao chụp, sử dụng hình ảnh đồng tiền Việt Nam và việc sản xuất, mua bán bao lì xì sử dụng hình ảnh Việt Nam đồng khi chưa được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố có văn bản chỉ đạo các cơ quan quản lý thị trường, Sở Thông tin Truyền thông và các ban ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động người dân sử dụng tiền mệnh giá nhỏ đúng mục đích. Theo Nghị định 96/2014 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng, hành vi sao chụp, in ấn, sử dụng bố cục, một phần hoặc toàn bộ hình ảnh, chi tiết, hoa văn của tiền Việt Nam không đúng quy định của pháp luật sẽ bị phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 80 triệu đồng. Do đó, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố khuyến cáo người dân cần lưu ý không mua bán các sản phẩm như cây tài lộc xếp bằng tiền Việt Nam hay bao lì xì, móc khóa có in hình tiền Việt Nam để tránh tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật. Liên quan vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước cũng đã có văn bản gửi các cơ quan thuộc Bộ Công an, Bộ Công thương và Bộ Thông tin Truyền thông về việc phối hợp trong công tác bảo vệ tiền Việt Nam. Sau khi thị trường xuất hiện việc rao bán bao lì xì có sử dụng hình ảnh Việt Nam đồng các loại mệnh giá,